Mới đây, trên Facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh bày tỏ bức xúc về chuyện những người làm chương trình in ấn poster tạp nham, không tôn trọng nghệ sĩ, không có tôn ti trật tự rõ ràng ràng, vì gà cưng của mình mà xúc phạm các nghệ sĩ khác. Theo đó, Phương Thanh cho biết không chỉ chị mà còn nhiều nghệ sĩ khác đang bị cắt bầu show thiếu tôn trọng tên tuổi cũng như cống hiến của họ với nghệ thuật. Phương Thanh viết, nghệ sĩ trong cuộc công bố thẳng thắn thì lại nói là sân si, nhưng không nói thì làm hoài, bao nhiêu nghệ sĩ tổn thương. Cũng phải nói thôi, tới lúc rồi, loạn quá rồi. Tên tuổi nghệ sĩ luôn có thế hệ trước và người đi sau rất rõ ràng ràng. Thời vận đỉnh điểm của mỗi nghệ sĩ được tính bằng thời gian lúc họ nổi tiếng. Các người chơi muốn lăng xê gà của mình thì cũng đừng bao giờ đặt đổ thế hệ đi trước cho gà mình đứng lên trên đầu người khác như vậy. Bao nhiêu chương trình các ca sĩ rất thoải mái nhưng chính thái độ thiếu tôn trọng tên tuổi nghệ sĩ trên poster làm nghệ sĩ bỏ xô, mà cũng rất nhiều chương trình đi sau biết hết nhưng vẫn làm lơ, phạm tiếp. Chương trình từ thiện cũng vậy, nghệ sĩ hát không cát te gì được tham gia đóng góp ý nghĩa với chương trình thì ít nhất sự trân trọng cũng phải có. Để tên tuổi tùm lum không long trọng nó biểu hiện cái tính tạp nham thiếu hiểu biết của nhà tổ chức. Phương Thanh Lam Trường. Phương Thanh góp ý thật lòng, như Phương Thanh đây lúc này là dễ lắm rồi, xúc phạm tên tuổi Phương Thanh nhiều rồi. Đồng nghiệp và fan cũng công bố nhiều rồi nhưng không có nghĩa làm bậy hoài mà Phương Thanh không công bố nói nhẹ lại cho Bộ Tài chính biết. Tên tuổi của Phương Thanh, Lam Trường thì không bao giờ để trước tên Cẩm Dân, Thanh Lam được. Vì trong đó còn là sự trân trọng của người trong nghề với nhau. Cũng như Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên hay cả Mỹ Tâm thì không thể để lên trên Hoàng Dung, Phương Thanh hay Mỹ Linh. Thập niên nào thế hệ đó? Đừng đổ đất lên đầu như thế mà làm nghệ sĩ đi trước và sau vướng bận chuyện không vui với nhau. Chấn chỉnh sớm cho người tổ chức trong showbiz đàng hoàng chính bạc trở lại. Cần nhất là đúng chứ sai cũng nhiều lắm rồi. Nên nhiều nghệ sĩ buồn nhau, ngang hông với nhau, giết ta tớt xéo qua xéo lại nhau cũng là do sự thiếu hiểu biết của Bộ Tài chính chương trình.